Chào mừng quý vị cùng các bạn đã đến với kênh Đồ Có Lo Xuyên của chúng tôi ngày hôm nay. Trước mắt quý vị cùng các bạn, đây là một chiếc bàn thờ Osa vừa mới được gióng lên, mộng mạng, bén khít. Và sau khi được gióng lên quay thì nó như thế này. Chúng ta cùng ngó trước các thành phần ở bên xung quanh. Rồi tiếp theo sẽ được chồng mặt lên. Và khi mà chồng mặt lên thì chúng ta sẽ có một chiếc bàn thờ hoàn chỉnh bằng mộc mạc, chất liệu gỗ dổi, hàng gỗ dổi ta, có mùi thơm phức khi mà mới được làm xong mộc như thế này. Với chất liệu gỗ dổi ta, nó có một cái màu sắc màu sáng và hơi xanh xanh. So với cái hàng gỗ dổi ta mà gọi là dổi găng ngày xưa thì bây giờ sẽ khó kiếm. Hơn nữa là cái hàng dổi này là đã là loại tốt nhất rồi. Chúng ta cùng xem chi tiết phần đục chạm thủ công bằng tay. Đây là các cái phần bên dưới ngũ phúc, tức là có 5 con dơi rơi, cũng như là cái phần chân này được làm là vuông 12 cm, và các cái phần osa đây thì được làm rất là sâu, với chiều dày nó có một cái độ sâu cũng như độ dày nên bồng bềnh. Còn đây là cái hình ảnh chính giữa của con dơi rơi, cũng như là phần rồng theo như là tứ linh, theo lối tứ linh tức là long ly quy phụng. Còn đây là hai bên sẽ được đục những cây hóa rồng như thế này. Bên dưới thì sẽ là những phúc với lại chữ thọ, hoặc là phúc thọ. Phía bên này nữa là một cái sân đối diện tạo nên một chiếc bàn thờ vuông vắn vi chỉ, và chỉ còn mỗi công đoạn sơn nữa là xong. Thông thường hàng đồ thờ cũng phải nói rằng là dù làm thủ công bằng tay hay lục máy sửa tay thì để mà đạt được những cái sản phẩm hàng sơn son thiếp vàng như này, tức là cái sản phẩm này thì thông thường là sơn son thiếp vàng chứ ít khi là sơn BU. Thế nhưng chúng tôi cũng vẫn đáp ứng được với quý vị sơn BU, bởi vì như chúng ta đang quan sát thì những cái phần đục chạm này được làm rất kỹ lưỡng, và nếu như mà phục vụ cho mọi cái công tác hoàn thiện sau này từ sơn son thép vàng cho đến sơn BU đều được. Sản phẩm này thì được làm xong và tiếp tục chúng tôi sẽ trưng bày, nếu như mà không gian cho trong cửa hàng cho phép thì sẽ để mộc như này. Còn nếu không thì sẽ lại được lưu kho để phục vụ những cái hàng gần xa có nhu cầu về bàn thờ Osa với kích thước như sau. Chiều cao từ dưới đất lên mặt là 127 cm, và chiều sâu từ đằng trước ra đằng sau là 107 cm. Với phần khuôn mặt dày 5 và ván dày 2. Chính vì thế nên là chiếc bàn thờ này nó có một cái mặt rất là dày dặn, nặng nề, nếu như khênh hai người thì cũng rất là vất vả. Còn đây là phần gầm với phần chính thang, tất cả này được làm 100% bằng gỗ rổ hết, không phải là gỗ khác. Cũng như các cái phần hộp đều được làm trơn trọi. Và sản phẩm này quan trọng nhất đó là với chính tự chúng tôi, tất cả tiêu chí đầu tiên phải là hàng trơn trọi, không được có rác rưởi vào đây. Kế đến đó là hàng gỗ dổi thì 100% là gỗ dổi, hàng gỗ dổi ta nên có một cái mùi thơm rất đặc trưng, được làm sạch sẽ từ trong ra ngoài để phục vụ quá trình hoàn thiện sau này thì đội ngũ thợ sơn sẽ nhàn hơn rất nhiều dù là làm ở hình thức nào. Nếu như làm sơn BU thì công đoạn sẽ phải thêm một cái quá trình nữa, đó là làm kỹ lại. Còn nếu như sơn son thép vàng thì cứ vậy là thợ sơn sẽ sơn thôi. Nhưng như chúng ta cùng quan sát chi tiết thì các cái phương án nào khi hoàn thiện thì cái tiêu chí đầu tiên phải là tiêu chí sạch sẽ và nhẵn nhụi. Chúng ta cùng quan sát lại một lần nữa để biết được cái sản phẩm mộc mạc của chúng tôi mà làm nó kỹ như thế nào. Khi mà mộc mạc nó kỹ như thế này thì sau này sản phẩm nó sẽ trong bóng sạch sẽ và
chất lượng nó sẽ hoàn mỹ hơn rất nhiều. Chính vì vậy nên là quý vị hoàn toàn yên tâm khi đến với những chiếc bàn thờ Osa thương hiệu của chúng tôi đây. Và những sản phẩm này như đã nói trong clip sẽ luôn được lưu kho hoặc trưng bày trong cửa hàng mộc mạc để quý vị có thể kiểm chứng, kiểm tra, sau đó mới ký tên và tiến hành sơn. Đây là những phần vân, và những cái phần vân này thì nó rất là đặc trưng so với gỗ rổi của ta, và những cái mùi thơm của nó nữa. Đấy là những các cái cách để mà chúng ta cảm nhận, như là xác định được cái nào là rổi ta và rổi tây. Kèm theo nữa một yếu tố nữa, đó là một cái phần nặng nề chắc chắn. Với những cái gỗ này nó rất là chắc, chứ nó không có nhẹ phồng bộp như là hàng gỗ rổi tây. Còn đây là phần ván mặt là 2 cm, với những phần khuôn xung quanh nữa, tạo nên một chiếc bàn thờ vô cùng là chắc chắn và bén sát. Chúng ta cùng xem lại những cái thành phần như xà đố, thang ở bên trong, cũng như các cái phần hộp được làm trần trọi và sạch sẽ như thế nào. Quý vị cùng các bạn có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại Zalo hiển thị ở trên màn hình để biết thông tin chi tiết hơn nữa. Như vậy là quý vị cùng các bạn đã xem xong chiếc bàn thờ Osa mộc. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong các clip sản phẩm tiếp theo sau.